Trời đang mưa rồi cả nhà ơi. Trời mưa thì làm cho cây nó thêm xum xuê, nó xanh, nó mướt á cả nhà. À, đây là vườn mai Như Huỳnh nha. Thì trước mấy cả nhà, đây là mai Thọ Hương nha cả nhà. Thì cái cúc Thọ Hương này nó cũng khá là nhiều cánh, và hầu như bây giờ là nó đã ươm nụ rất là nhiều. À, một số nó đã có nụ rồi, và Tết này thì nở hoa ha cả nhà ha. Nó nở cũng được một ít hoa. À, và tầm này thì mình để bàn rất là ok nha cả nhà. À, các cái gốc thì rất là đẹp luôn. Đó, gốc của nó hầu như là nó cũng khá là to nha cả nhà. Rồi, cái này mình để bàn rất là ok luôn nha. À, lấy bo thì càng tốt, tại vì bo nó cũng khá là già rồi. Và cái bo nè, cả nhà mình xem ha. Cái bo nó rất là mập luôn á. Đó, như mình xem nè, nó khá là già và mập ha. Bo như thế này lấy là rất là tốt nha cả nhà. Và hầu như lấy bo thì nó cũng không ảnh hưởng tới cây, vì cây nó cũng khá là nhiều nhánh đó cả nhà. Đó, cái gốc nó rất là đẹp ha. À, đây cả nhà mình xem nè. À, nó ươm nụ nha, nó ươm nụ cũng khá là nhiều rồi đó. Đây, có nụ nha. À, loại này thì 300 ngàn một cặp nha cả nhà. Như Huỳnh sẽ bao phí ship cho cả nhà luôn. Chỉ có 300 ngàn một cặp. Cây rất là đẹp nha cả nhà. Cây rất là đẹp luôn. Thì đây là cúc Thọ Hương nha cả nhà. Nếu mà ai mới bắt đầu chơi mai thì cũng rất là dễ chăm sóc. Và hầu như là Thọ Hương á, đúng với cái tên của nó luôn á cả nhà. Sức sống nó rất là mạnh luôn, rất là thọ. Thì ai yêu thích mai ha, và các cái loại cúc thì liên hệ với Như Huỳnh nha. Như Huỳnh có hầu như là sở hữu rất là nhiều cái loại cúc. Và mọi người có thể mua về lấy bo ha. Và chơi Tết thì cũng rất là ok luôn. Và đặc biệt tất cả các gốc đều rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, Như Huỳnh chào cả nhà nha. Chỉ có 300 nghìn một cặp thì Như Huỳnh sẽ bao phí ship cho cả nhà luôn. Thì cả nhà an tâm, tất cả các gốc đều rất là đẹp, nên là cả nhà mình không có lo vấn đề là cây nó về gốc không có như ý ha. Thì tất cả mọi người mong là cả nhà mình ủng hộ cho vườn mai Như Huỳnh. Như Huỳnh cảm ơn cả nhà.